Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hảo Xuyên TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới này các bạn ơi. Thì ngày hôm nay là ngày mà mình làm xong hết tất cả các nhiệm vụ của sự kiện Alien nữa đó mọi người. Thì một tí nữa là mình sẽ mở ra cho tất cả các bạn coi nha. Thì hôm nay mọi người là ngày Chủ nhật, có nghĩa là nhà phát hành cho chúng ta đào rương vàng đó mọi người. Nhưng mà clip đào rương vàng thì chiều nay mình mới đăng nha. Còn đây chính là cái bộ Alien màu hồng mà ngày hôm qua mình nói nè mọi người. Có rất là nhiều hỏi mà có rất là nhiều bạn hỏi mình luôn là hỏi là bộ đồ đó kiếm ở đâu. Thì mình thấy nó ở trong cái cửa hàng rất là dễ kiếm luôn, mà chắc tại mấy bạn đó không có check cái cửa hàng thường xuyên á, cho nên là mấy bạn đó không biết á mọi người. Thì đây là mình đang mở cái hộp quà ở trong cái sự kiện mùa VIP nè mọi người. Còn một tí nữa là mình sẽ mở cái hộp quà cuối cùng ở trong cái sự kiện Alien nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở cái hộp quà này trước nha mọi người. Rồi thì mà để mà mình có được cái hộp quà cuối cùng đó là mình sẽ làm nhiệm vụ nha. Bây giờ là mình cũng sẵn tiện là mình hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa có làm được nhiệm vụ á mọi người. Thì nó tới tổng cộng là 5 cái nhiệm vụ lận. Nhưng mà hồi hổm tới giờ là mình làm có 4 cái nhiệm vụ rồi, cho nên là tới bây giờ mình mới nhận được cái sự kiện cái hộp quà cuối cùng nha. Còn nếu mà bạn nào mà làm 5 cái nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày á thì mình nghĩ là chắc là nhận từ ngày hôm qua hoặc là ngày hôm kia rồi đó mọi người. Đó trời ơi, tôi sơ sót quá mọi người ơi. Thì nếu mà các bạn làm hai cái nhiệm vụ ở trong plaza rồi á thì còn một cái nhiệm vụ ở trong cái campin là cắm trại nha mọi người. Đây chính là nhiệm vụ của cái con bé này nè. Trời ơi, hổm giờ mình quên luôn á mọi người, cho nên là làm có 4 cái nhiệm vụ rồi, cho nên là hôm nay mới nhận được cái hộp quà là nhận khá là trễ luôn rồi đó. Đó, mình sẽ đi giao mấy cái gói alien cho mấy cái ông này nè. Và sau khi làm được 3 nhiệm vụ rồi thì có 2 cái nhiệm vụ ở trong cái thành phố mới nè mọi người ơi. Bây giờ là mình sẽ làm cái nhiệm vụ này luôn nha. Thì sau khi mà các bạn đã làm nhiệm vụ xong á thì ở trong cái nhiệm vụ hàng ngày nó cũng có 2 cái để mà nhận được xu nữa nè mọi người. Và ở trong cái phần thưởng miễn phí cũng có luôn nha mọi người. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đổi hết tất cả các món này để mà mình nhận được quà hộp sự kiện cuối cùng nha. Đây chính là hộp sự kiện cao cấp này mọi người ơi. Mình sẽ nhận được 20 kim cương đá quý và được một cái bộ yếm alien khá là dễ thương luôn. Và tiếp theo đó là mình sẽ được một cái khói alien nè và một cái tấm vách ngăn alien nè mọi người ơi. Đó là mình có tổng cộng là 4 món nha mọi người. Còn cái video này á là mình quay lâu nè mọi người. Cái này á là mình sẽ mở cái hộp sự kiện cao cấp nha mọi người. Đó thì lúc trước là mình chưa có làm video á, sẵn tiện là mình làm ở trong đây luôn. Thì cái hộp này nó sẽ đổi trước cái hộp mà mới vừa nãy mình mới mở nha mọi người. Đó, mình sẽ được như vậy nè. Là mình được tổng cộng 4 món nhưng mà chỉ có 10 kim cương thôi nha mọi người. Rồi thì sau khi mà mình đã đổi được xong tất cả các món quà cuối cùng rồi đó thì mình khá là vui, cho nên là mình rủ tất cả các bạn bè của mình chơi thì trò chơi nè mọi người ơi.
thì mới đầu tiên là mình chơi tiệc con búp bê nè mọi người. Thì búp bê dạo gần đây á mình thấy nó hơi bị khùm á mọi người. Tại vì á mình thấy nó bắn khá là nhiều người luôn. Nó mới đây mà có hai bạn đã đai rồi đó mọi người. Đai có nghĩa là chết á. Nó thì như mọi người cũng đã thấy, mình chưa đi được nửa chặng đường nữa là phân nửa cái số thành viên mà chơi trong tiệc này á, nó chết hết trơn luôn. Đó, chỉ còn có 14 người thôi mọi người. Thì mỗi tiệc trò chơi á là có tổng cộng tới 30 người lận, mà bây giờ còn có 12 người. Oh my god, con búp bê này nó quá ác rồi. Bây giờ là mình sẽ chỉ cái mẹo để mà cho tất cả các bạn kiểu như giành được top 1 nhanh hơn ở trong cái map này nha. Thì cái map này á mình thấy được mấy cái mẹo từ mấy cái anh ở trên TikTok á mọi người, cho nên là mình cũng học theo và mình chỉ cho tất cả các bạn nè. Đầu tiên là các bạn sẽ đi ở cái đường ở chính giữa, nhưng mà nhớ là nhảy lên nha, không thôi là các bạn ở phía sau nó đẩy mình một cái là mình die luôn á mọi người. Đó, mình sẽ đi như thế này. Đó, mình cảm thấy là đi cái đường đó nó chạy nhanh hơn á mọi người. Chạy nhanh hơn hai cái đường bên kia nữa. Đó, mình sẽ đừng có nhảy mấy cái khúc này, các bạn đừng có nhảy nha, cứ cho nó đi thẳng tiến gì á. Tại vì á thì một tiếng nữa các bạn sẽ biết liền. Đó, mình đi thẳng tiến gì à, kiểu như mình tiết kiệm được thời gian á, mình sẽ đi cái đường thẳng như thế này nè mọi người. Khúc này đừng có nhảy đâu nha, nhảy là bị bá cái chỗ kia là nó sẽ làm cho tất cả các bạn gớt á. Mình cứ đi thẳng gì luôn là cái đèn ánh sáng đó nó không có gọi chúng mình đâu nè. Cứ đi thẳng đi, nhảy càng nhiều á là kiểu như nó làm cho cái con nhân vật của các bạn đi chậm lỡ là hay bị dính vô cái đèn của mấy cái con alien đang bay qua bay lỡ mọi người, là mọi người sẽ bị chơi lại từ đầu á. Ok các bạn ơi, thì chắc video clip của mình ở đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem tới đây. Hẹn các bạn nhớ cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông để cho mình ra video mới là các bạn là người sẽ đầu tiên nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Hẹn các bạn trong những video clip của mình nha. Bye bye mọi người.